Mà đi ăn ngon nè. Ngon nhỏ lắm. Nhiều lắm rồi mới ăn được bữa ngon như thế này. Chí Dũng. Chí Dũng. Anh có phải đi ăn nữa không? Hả? Phải đi ăn nữa. Hả? Tiền đâu mà đi ăn? Hả? Mấy ngày hôm nay ăn bao nhiêu bữa rồi? Hứng? Ngày nào bọn đi đớp. Hả? Mỗi ngày ăn một cái khác nhau mà đâu phải ngày nào ăn giống nhau đâu. Nhưng mà hết tiền rồi. Trời ơi, ăn như mỏ khoét ấy, sắp bán nhà đi cho bà ăn đấy. Nào, ăn, ăn, ăn. Ra lại ăn nhiều, nhìn trông xinh hơn đấy sao ấy nhỉ? Đâu phải là tâm sinh tướng ấy. Tâm sinh tướng à? Vâng, nhìn lành lắm sao, nhiều rồi thì tâm láo thế mà xong rồi tướng nhìn trông cũng xinh hình lành ấy. Giả lai à? Hả? Thích được không? Nói ai đấy? Hả? Tại vì em cứ trắng hơn là anh. Trắng, chinh. Mẹ bảo em công chúa ấy. Vì em trắng mà. Nhưng mà đâu phải tự nhiên em trắng lên đâu. Sao ngày xưa đen đấy mà bây giờ nhìn trắng trắng phết đấy. Cái gì? Bà già phải chứ tôi đen á. Tôi đen chứ tôi đen á. Tôi đen tôi lấy con bà. Con bà còn đen nó cho vui. Ngắm chứ tôi đen á. Không phải tự nhiên em trắng lên đâu. Nào bây giờ này em thử một cái. Làm trắng nhau thay kiểu của mi ấy. Úi dồi ôi. Sợ là cái này lúc đựng trắng với cả làm mềm mịn ra thích lắm. Giờ trông nhìn xinh như em bé nhỉ. Mà có thích chê em đen không? Gì? Chê đâu mà chê? Bảo ngày xưa đen bây giờ nhìn trắng như vậy mà. Đấy, ngồi trong trình dễ. Ngày mai em chọn chỗ ăn đắt tiền. Hết tiền rồi nghỉ.